Mình là Khang. Mình là Hưng. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn vlog thứ hai của cuộc thi Art Atelier 2020. Dễ dàng nhất các bạn hãy like Facebook của Art Atelier. Và download link từ link này. Đó là các bạn đã trở thành một thí sinh của Art Atelier Contest rồi đó. Sau khi download form đăng ký xong, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký này nhé. Nhìn cái chim mà nhìn, không thể người ta đang loạt đăng ký hả? Không có tập trung được chim mua hết á. Nhớ gửi hình đó nha ba. Biết rồi. Tiếp đó, các bạn có thể lưu file đăng ký dưới cú pháp này và gửi vào email này. Nếu như bạn ở vùng sâu vùng xa, nếu như bạn ở vùng sâu vùng xa, nếu như bạn ở vùng sâu vùng xa, không có wifi, không có bao giờ, vậy phải làm sao đăng ký đây? Đăng ký offline đi em. Chị cho em xin tờ giấy đăng ký chị. Nè. Nếu các bạn chưa có nhóm, đừng lo lắng, chỉ cần đăng ký thôi. Còn mọi chuyện để chúng tôi lo. Môn 1 các bạn sẽ thi lý thuyết với 40 câu trắc nghiệm và 1 câu từ vựng nhóm. Với nội dung sẽ xoay quanh các kiến thức chuyên ngành như sau. Thứ nhất là housekeeping, thứ hai là front topic, thứ ba là food and beverage và cuối cùng là cuisine. Mày còn nhớ con số 12 không? À, đúng rồi. 12 nhóm đầu tiên cao điểm nhất sẽ được lọt vào vòng phỏng vấn. Yeah. Nắng vừa gió, vừa nhất cơn mưa rào. Các bạn ơi, cho đăng ký lẹ lên. 5 nhóm đầu tiên sẽ có quà đó nha. Yeah. Hẹn gặp các bạn ở vlog tiếp theo nha. Bye bye. Bye.